Sát nhân có khuôn mặt phi giới tính đẹp nhất Việt Nam lấy mạng tài xế xe ôm ngày giáp Tết. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sư tử Tù giang hồ người nổi tiếng. Ham chơi lười làm, túng tiền ngày giáp Tết. Sát nhân tàn bạo, giấu dao cướp xe. Tài xế xe ôm ra đi tức tuổi. Với bản tính không muốn làm nhưng lại muốn có ăn, cộng thêm việc hay sĩ gái Tên sát nhân có khuôn mặt phi giới tính này đã sẵn sàng dùng dao lấy mạng tài xế xe ôm cướp tài sản. Trong không khí Tết cận kề, người người nhà nhà chăm chỉ kiếm tiền để mong rằng Tết năm nay bánh trưng sẽ có thịt, thế nhưng Tết năm đó lại trở thành nỗi ám ảnh của gia đình nạn nhân, những đứa trẻ chính thức mồ côi cha. Án mạng ngày 18 tháng Chạp. Ngày 18 tháng 1 năm 2014 tức ngày 18 tháng Chạp năm Quý Tỵ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 công an Hà Nội Nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu Cánh Đồng Cò thuộc tiểu khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Trương Mỹ. Tại hiện trường, một người đàn ông trung niên bị sát hại và theo các nhân chứng thì khoảng chiều tối cùng ngày nạn nhân có chở một người bí ẩn nào đó vào trong khu vực này rồi sau đó xảy ra án mạng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, phòng PC45 đã thành lập chuyên án để điều tra, truy tìm và khi Tết Nguyên đán chỉ còn hơn một tuần lễ là tới và với nhiệm vụ truy bắt bằng được đối tượng này ngay trong kỳ nghỉ Tết. Các trinh sát hình sự đã tìm đến nhiều điểm nghi vấn và bắt giữ được kẻ sát nhân đúng vào chiều muộn ngày mùng 2 Tết. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công tác xác minh danh tính của người bị hại nhanh chóng được triển khai và khi việc pháp y đã hoàn thành, với sự kết hợp của nhiều lực lượng thuộc Công an Hà Nội, đến đêm cùng ngày danh tính người bị hại đã được xác định là ông Nông Văn Cường sinh năm 1959, Chú tại thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, nghề nghiệp xe ôm. Theo phía gia đình ông Cường thì vào buổi sáng cùng ngày nạn nhân có ra khu vực bến xe Yên Nghĩa ở Hà Đông để chở khách. Vì làm nghề lái xe ôm đã lâu nên ngày nào ông Cường cũng về trước 6 giờ chiều. Nhưng hôm xảy ra vụ việc, đến khoảng hơn 6 giờ chiều thì người thân không thể liên lạc được tiếp tục thu thập thông tin từ những người cùng đón khách với ông Cường được biết, thì khoảng hơn 4 giờ chiều có một thanh niên gần 20 tuổi thuê nạn nhân chở xuôi về hướng Xuân Mai, một thị trấn tọa lạc tại huyện Trường Mỹ, còn sau đó không rõ tung tích. Đến lúc này thì nhận định về một vụ đoạt mạng cướp xe đã quá rõ ràng, nhưng nó cũng đặt ra vô vàn những khó khăn về việc khoanh vùng đối tượng. Gần như không có bất kỳ ai nhận diện được hung thủ, Kẻ thù ác và ông Cường vốn gặp nhau lần đầu tiên nên không thể giảm soát theo hướng nạn nhân. Thậm chí, những người trực tiếp nhìn thấy ông Cường chở người khách cuối cùng đi cũng không thể nhớ nổi hình dáng hay khuôn mặt của vị khách kia. Trong khi đó, với những người hành nghề xe ôm, việc di chuyển là hết sức bất thường và khó có thể xác định đúng cung đường mà ông Cường di chuyển trước khi bị sát hại. Trong lúc mọi người nôn nức sắm sửa cho ngày Tết thì các trinh sát hình sự vẫn đang lần tìm theo từng dấu vết dù là nhỏ nhất rất nhiều mũi điều tra đã được lập ra để xác minh những thông tin mới xuất hiện, nhận định về việc đối tượng sau khi cướp được xe sẽ tìm cách để tiêu thụ nên một hướng điều tra trọng điểm đã tập trung vào đây, cùng với đó các thông tin tại khu vực đón khách tại bến xe Yên Nghĩa tiếp tục được sàng lọc lại để có thể phát hiện ra điểm nghi vấn. Đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2014 tức ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ, về cơ bản, lực lượng trinh sát đã xác định được nghi phạm số 1 nhưng lúc này do chưa xác định được vị trí lẩn trốn nên vẫn phải tiếp tục điều tra. Ngày 7 tháng 2 năm 2014, ngay sau khi có đầy đủ các tài liệu, cùng với việc xác định nơi lẩn trốn chính xác của nghi phạm, lực lượng điều tra đã ra quyết định bắt giữ. Nghi phạm là Triệu Dương Cường, sinh năm 1996, trú tại xóm Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ PC45 thụ lý vụ án nói, Triệu Dương Cường sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn, có khuôn mặt phi giới tính. Học hết lớp 11, hắn bỏ học ra Hà Nội lang thang kiếm sống, do không có công an việc làm nên đã nảy sinh ý đồ trộm cướp. 18 năm cầm tủ áo số. Cùng với việc bắt giữ nghi phạm, lực lượng điều tra cũng xác định được chiếc xe tăng vật được hung thủ tiêu thụ sau khi gây án. Sau khi bị bắt giữ, quá trình đấu tranh Cường đã thừa nhận hành vi gây ra vụ tước đoạt mạng người cướp tài sản tại cánh đồng cỏ. Theo đó, vì cần tiền tiêu xài nên Cường đã nghĩ đến việc đi cướp xe. Trước khi ra tay sát hại ông Nông Văn Cường, đối tượng Cường cũng đã từng cướp một người xe ôm khác và cũng tại cánh đồng cỏ, cách vị trí vụ án mạng xảy ra khoảng 100 m Tại đồn công an Triệu Dương Cường khai, vào ngày 28 tháng 10 năm 2013, Cường đi xe ô tô khách từ Hòa Bình xuống bến xe Yên Nghĩa rồi thuê lái xe ôm tên Đặng Đình Dương, điều khiển xe quay màu đỏ trở về thị trấn Xuân Mai. Cường cũng yêu cầu rẽ vào khu vực cánh đồng cỏ, rồi dùng dao khống chế nạn nhân và cướp đi chiếc xe máy đi bán với giá 5 triệu đồng. Sau khi tiêu hết số tiền cướp được do bán xe lần trước, Cường lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn như trên để đi cướp. Khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2014, tức 18 tháng chạp năm quý tỵ, hắn chuẩn bị sẵn một dao nhọn dài khoảng 25cm, bản rộng khoảng 3cm, để trong túi vải mang ra quốc lộ 6, đi xe ô tô khách tuyến Kim Bôi Mỹ Đình xuống bến xe Yên Nghĩa Hà Nội tìm người lái xe ôm để cướp. Hôm đó, Cường đeo khẩu trang kín mặt, đi bộ, đến cổng vào của bến xe Yên Nghĩa thì gặp ông Nông Văn Cường đang đứng đón khách tại đây bằng xe máy Dream màu nâu biển kiểm soát 29X714XXX. Cường đã thuê ông Nông Văn Cường chở đi thị trấn Xuân Mai với giá 80.000 đồng. Khi đi đến Xuân Mai, Cường chỉ dẫn cho ông Nông Văn Cường đi vào khu vực cánh đồng cò cạnh vào trạm bơm nước nơi vắng vẻ thuộc khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Trường Mỹ. Khi đến gần địa điểm gây án, Cường lấy dao để sẵn trong túi rồi ra tay sát hại tài xế xe ôm. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy ông Đông Văn Cường đã tử vong, Cường lôi nạn nhân xuống mương nước gần đó, rồi lục túi của nạn nhân cướp đi tài sản gồm một chiếc điện thoại di động và một xe máy Dream. Khi cướp được xe trong tay, Cường đi thẳng về Hòa Bình rồi lại bán cho một người ở cùng địa phương. Tổng tài sản mà tên sát nhân này cướp được là 7 triệu 250 nghìn đồng có được tiền đối tượng tiêu xài ăn chơi và bao bạn gái hết trong dịp Tết. Vào khoảng 15 giờ ngày mùng 8 Tết Giáp Ngọ, tức ngày mùng 7 tháng 2 năm 2014, tại khu Súng Rành, xã Toàn Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình, khi Cường đang đi trên chiếc xe máy của người thân thì bị công an bắt giữ. Bắt được Cường, vụ án nghiêm trọng cũng đã được làm sáng tỏ. Nhưng lúc này dịp nghỉ Tết của cả nước cũng đã hết. Người dân đã nô nức đi làm sau kỳ nghỉ dài. Trung tá Cao Văn Thái lúc đó là đội trưởng đội trọng án 2 cho biết, đây không phải là vụ án cướp xe ôm taxi đầu tiên trên địa bàn Hà Nội. Tính chất phạm tội của tội phạm cướp tài sản lái xe rất manh động và nguy hiểm. Điểm chung trong các vụ án cướp tài sản của xe ôm là các đối tượng thường ra tay trên các đoạn đường vắng vẻ trong đêm tối. Nếu là ban ngày thì lộ trình thường lòng vòng và không rõ ràng với giá cả có thể cao hơn bình thường. Ngày 20 tháng 8 năm 2014, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Triệu Dương Cường mức án 18 năm tù về hai tội danh may mắn cho tên sát nhân máu lạnh này cũng giống Lê Văn Luyện khi gây án hắn chưa đủ tuổi trưởng thành nên thoát án tử hình với bản tính ngông cuồng coi trời bằng vung Triệu Dương Cường cũng đã phải cúi đầu nhận tội giơ tay chịu còng tuy may mắn thoát khỏi bản án cao nhất nhưng chắc chắn 18 năm trong tù sẽ là chuỗi ngày tháng đen tối với tên sát nhân có khuôn mặt phi giới tính này dù cuộc sống của gia đình khó khăn nhưng Triệu Dương Cường đã không lựa chọn sống tử tế làm người dân chân chính vượt lên số phận mà hắn lại chọn cuộc sống sau sòng sắt công tủ áo số với khuôn mặt phi giới tính. Không ai nghĩ rằng Cường lại có thể trở thành sát nhân tàn bạo như vậy. Sau này khi ra tù Cường sẽ phải đối diện với những ánh mắt kỳ thị soi xét của nhiều người, không mà thoát ra khỏi cái bóng tội ác trong quá khứ. PKT xin được gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Trên đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các tài xế lái xe cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Tuyệt đối không chở khách đến những khu vực vắng người khi có nghi vấn cần bình tĩnh đến đoạn đường có người, có đèn sáng, sau đó thông báo cho nhân dân ở khu vực để phối hợp trợ giúp. Có những thời điểm, những lộ trình phải cương quyết từ chối với bất cứ giá nào. Bạn muốn BKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.